Chuẩn bị quen chưa? Rồi này xin chia sẻ với các bạn đó, cái gì mình cũng cần phải học. Và mình thấy rằng đó là cái gì á, mình muốn có cơm ăn á là cái tay mình phải làm việc và mồ hôi sẽ đổ ra. Đúng không ạ? Cho nên là các bạn sẽ thấy là lâu lâu mình làm nó rất là mệt, nhưng mà nó có một cái niềm vui gì trong này á, thì các bạn học nghề á thì các bạn sẽ thấy được cái giá trị sản phẩm mình làm ra. Đúng không ạ? Mà khi mình làm ra đó mà xã hội họ công nhận là mình có. Trời ghê quá, đủ đổi xíu nữa là anh đi ngon kinh rồi. Thiệt không á? Đó, thì đây là lần đầu tiên mình làm cái chuyện này. Con mắt quan sát từ khi tỉnh. Đúng không? Cho nên là... Nó thiếu sót, kinh nghiệm là cái chuyện bình thường. Cái đó là cái chuyện nhịp nữa. Dạ, đã thấy rồi đâu vậy? Sao bây giờ đi nha? Chưa Chưa từ để cho con không cái gì nó có không? Cái gì đó là như cái mới mà phải không? Cái mới á, không phải không? Đó, các bạn thấy là hay quá, hay dở siêu nhất. Coi chừng cái điện thoại với cái tay. Đó, mình làm cái gì đó thì mình trả giá cho nó hết các bạn. Rồi, bây giờ mình lấy cái này xong rồi á, mình mới đi vệ sinh cái rảnh nó hết rồi lại ha. Mình phải tập học chứ mình chưa biết, mình phải học chứ. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Đó là công việc của mình sáng nay, mình tháo cái này là đó.